mục lão trầm mặc. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ông cũng mở miệng, lâm ra nói thế nào. Phá hay để đều được, nhưng nếu để thì phải kết hôn. Mục Huyên và Lý Bình Mỹ thì sao? Dù sao đó cũng là con đầu lòng của Mục Lý Thần thiếu gia, sao có thể để đứa nhỏ lưu lạc bên ngoài được? Mục Lão vẻ mặt nghiêm túc, lỡ như Lý Thần không chịu kết hôn thì sao? Lần này quản gia không biết nói sao, bởi vì khi ông biết chuyện này, Mục Huyên và Lý Bình Mỹ đều chưa tính đến chuyện Mục Lý Thần không đồng ý. Vợ chồng Mục Huyên đều muốn Mục Lý Thần kết hôn. Mục lão hiểu rõ, họ không muốn Mục Lý Thần tranh giành Tống Tinh Thần với Mục Đình Kiêu, nên mới đồng ý chuyện này. Nhưng liệu Mục Lý Thần có chấp nhận buông bỏ Tống Tinh Thần mà cưới Lâm tiểu thư không? Quản gia rót trà cho Mục lão rồi nói tiếp, vừa rồi vợ chồng Mục Huyên gọi điện tới, nhờ ngài tới thuyết phục Mục Lý Thần. Thời gian hẹn là buổi trưa ngày mai, nếu hắn gật đầu, sẽ công bố vào tiệc tối. Ba tháng đầu sẽ chưa lộ bụng, nhưng sau đó sẽ không thể giấu nữa, chuyện này phải giải quyết cho thỏa đáng. Mục lão cao mày. Ông là người biết rõ hơn ai hết mục lý thần quyết tuyệt thế nào trong chuyện của tống tinh thần. Cho dù tiểu thư lâm ra có thai, sợ hắn cũng sẽ không buông tay. Bắt nó đồng ý quá khó. Chúng ta tận lực thuyết phục thôi, đứa nhỏ cũng có rồi, chẳng nhẽ lại bỏ đi, vậy thì thật đáng tiếc. Tiểu thư nhà họ Lâm tuy có tiền án, nhưng xuất thân vẫn rất xứng với mục lý thần thiếu gia. Cuối cùng, mục lão cũng đồng ý, chưa mai báo trước cho tôi biết, tôi sẽ đi thuyết phục nó. Vâng, nếu ngài đã đồng ý bớt thời gian qua đó, vậy để tôi gọi điện qua, bọn họ đang đợi tôi gọi lại. Ừ, chỉ là đứa nhỏ lý thần này, chắc bọn chúng cũng biết, chưa chắc đã nghe lời ta. Quản gia nghĩ thầm, chắc chắn là không nghe rồi nhưng nếu như tống tiểu thư và thái tử cũng đến sẽ hoàn toàn chặt đứt mọi ý niệm của mục lý thần đến lúc đó mục lão nói nặng lời một chút hắn chắc sẽ suy nghĩ lại nếu bữa tối sinh nhật lại công bố lần nữa chuyện này về cơ bản sẽ thành công sẽ có người nghi vẫn mục lý thần bị ép buộc nhưng từ góc độ của mục gia thế này tốt hơn mục lý thần cứ dây dưa với tống tinh thần nhiều ngày hôm sau mục lão mời vợ chồng mục huyên lâm thế hiển và lâm nhược tư người cuối cùng được thông báo là Mục Lý Thần. Hôm trước, An Nghị báo cáo với Mục Lý Thần chuyện Mục Huyên gọi cho hắn hỏi về chuyện qua đêm với người khác ở khách sạn, Mục Lý Thần đã có chút nghi ngờ. Nhưng hắn quá bận, thời gian lại quá gấp gáp, hắn có kêu người đi điều tra, nhưng còn chưa nhận được phản hồi, đã bị Mục Lão gọi đến buổi gặp mặt. Vốn dĩ hắn không muốn đi, nhưng Mục Lão nói có chuyện quan trọng cần thông báo trong bữa tiệc sinh nhật, bảo hắn đến để chuẩn bị trước. Nghĩ lại cuộc điện thoại của Mục Huyên, đúng lúc thám tử tư trả lời hắn hai ngày trước ba mẹ hắn gặp mặt với ba con lâm thế hiền và lâm gia vi mục lý thần không quá để tâm cùng lắm chỉ là một buổi xem mắt thôi nhưng tại sao đối tượng xem mắt lại là lâm gia vi một thiên kim từng ngồi tò có tiền án bị bệnh tâm thần mà lại vọng tưởng gả cho hắn cũng giống như lý bình mỹ mục lý thần coi thường lâm gia vi hắn cũng khá bất mãn với lâm gia thanh ở công ty nên càng ngại thiên kim do nhà họ lâm nuôi dưỡng ra không ai có thể so sánh với tống tinh thần chỉ là khi mục lý thần đến nơi không ngờ ngoài lâm gia vi và lâm thế hiền cũng ở đó ra còn có tống tinh thần mục đình kiêu mục linh linh mục duy vũ con cháu nhà chú ba từ khi nào lại thân thiết với mục đình kiêu như vậy hơn nữa mục linh linh còn đang không ngừng quấy dày tống tinh thần ngay cả sau khi mục lý thần ngồi xuống mục linh linh vẫn tiếp tục nói tinh thần Công ty máy bay không người lái của chị đang tìm người đại diện đúng không? Có phải là Hàng Phi không? Hàng Phi nổi tiếng, hát hay, tên cũng rất hợp, chị để anh ấy làm người đại diện có được không? Tinh Thần không còn cách nào khác đành phải nói, đây là chuyện của ban marketing, chị không phụ trách mảng đó. Không phải cuối cùng cũng phải cần chữ ký của chị sao? Chị ký với Hàng Phi đi, chị cũng thân với ông chủ của anh ấy mà, bên đó chắc chắn sẽ giảm giá cho chị. Tinh Thần vẫn chưa có kế hoạch cụ thể bên marketing vẫn chưa đưa dự toán cho chị duyệt hàng phi đẹp trai hình tượng tốt sau khi chị ký hợp đồng với anh ấy em có thể đến bộ phận marketing của công ty chị làm việc bán thời gian không mục lão không thể nghe nữa ho khan mấy tiếng linh linh không nghe ra vẫn quấn quýt hỏi tinh thần tinh thần không đồng ý mục đình kiêu liền đồng ý trước nếu không chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc mục lý thần ngồi xuống phải bàn chính sự rồi sao có thể để chuyện này ảnh hưởng được. Lúc nãy Tinh Thần và Mục Đình Kiêu gặp Linh Linh và Duy Vũ đang chọn lễ phục cho buổi tiệc tối nay ở tầng dưới, vào thang máy lại gặp Mục Lão. Mấy người vừa thấy Mục Lão, đều ồn ào kêu là chưa được ăn trưa, quấn lấy ông ùa vào phòng riêng. Mục Lão không muốn đưa họ đến đây, nhưng Mục Đình Kiêu và Tinh Thần lấy lý do chưa ăn trưa. Mục Linh Linh lại lấy lý do vì thần tượng mà bám đuôi, cuối cùng, cuộc gặp gỡ hai nhà biến thành một cục diện ồn ào cả một bàn lớn đều chỉ nghe thấy tiếng mục linh linh nói chuyện về thần tượng với tinh thần. Mục lý thần vừa ngồi xuống, ánh mắt đã không thể rút khỏi cô. Tống tinh thần và mục đình kêu đi thử váy xã dạ hội nên cô phải trang điểm, vẫn chưa tẩy trang. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác đen, mái tóc đen mềm mại ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, làn da trắng ngần, lông mi dài hơi cong, đôi môi đỏ mọng, hai mắt trong veo, cực kỳ xinh đẹp. Khi mục lý thần nhìn tinh thần, ánh mắt Mục Đình Kiêu cũng nhìn sang, như muốn nói với hắn, tống tinh thần là của anh, đừng có ở đó ôm vọng tưởng. Ánh mắt của Mục Đình Kiêu quá thù địch, không khí trên bàn tròn lớn nhanh chóng lạnh xuống. Mục Duy Vũ đấu tranh, ông ơi, con đói quá, mọi người đều dến rồi, có thể ăn chưa? Ông Mục gật đầu, ăn đi, động đũa đi. Người phục vụ dọn bàn lên, mọi người bắt đầu dùng bữa. Mục Đình Kiêu gấp cho tinh thần món ăn yêu thích. Mục Duy Vũ cũng giúp Mục Linh Linh gắp thức ăn. Chỉ có Mục Lý Thần và Lâm Gia Vi ngồi cạnh nhau, bầu không khí có chút khó xử. Mục Linh Linh bồn chồn, ánh mắt đảo quanh Lâm Gia Vi và Mục Lý Thần. "Ông ơi, hôm nay không phải là bữa cơm gia đình sao? Tại sao Lâm tiểu thư và Lâm bá bá cũng ở đây?" Mục Huyên cười nói, "Bữa cơm gia đình, Lâm tiểu thư không phải là người ngoài." "Ý của bác là gì? Bác hai, con không hiểu." "Hôm nay vốn là để mục lý thần cùng gia vi gặp mặt nhưng các người cũng đến rồi thôi đi công bố tin này trước cũng được mục linh linh mở to mắt tò mò hỏi bác hai là tin tốt gì thế là chuyện tốt của lý thần và gia vi mục lý thần nghe thấy chiếc thìa sử mỏng manh tinh xảo trong tay hắn chợt gãy giọng điệu của hắn lạnh lùng chừng mắt nhìn mục huyên ba ba đang nói cái gì vậy lý thần con đừng giấu ba chúng ta đều biết rồi hai ngày trước lâm tiên sinh lâm tiểu thư cùng ta và mẹ con ăn cơm con bận quá nên ba không có báo cho con lâm tiểu thư đang mang thai đứa bé là của con chiếc thìa gãy trong tay mục lý thần rơi khỏi tay hắn rơi xuống sàn tạo ra âm thanh trói tai mục lý thần nhìn chằm chằm vào mục huyên ánh mắt nham hiểm ba đang nói gì vậy mục huyên đã dự liệu được phản ứng của mục lý thần không ai có thể chấp nhận hai người ở bên nhau chỉ vì một đứa bé ông nói tiếp ba đã bàn bạc với mẹ con và để gia vi sinh đứa bé ra gia vi tuổi còn nhỏ chúng ta cứ tổ chức đám cưới trước đợi thuận lợi sinh con xong đợi gia vi đủ tuổi hai đứa đi lĩnh chứng sau ba cũng đã thảo luận với ông nội lâm tiểu thư rất thích hợp với con con đã trưởng thành đã đến lúc kết hôn rồi mục lý thần sắc mặt dữ tợn ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn lâm gia vi đang ngồi bên cạnh khuôn mặt tuấn tú của hắn không hề tỏ ra ghét bỏ nhưng cả người lại toát ra khí chất rét lạnh. Hắn dùng ngón tay thon dài cầm khăn lên, to nhã lau tay rồi ném lên đĩa. Ba, ba có nhầm lẫn gì không? Lâm Gia Vi đang mang thai con của con. Hắn và Lâm Gia Vi chưa bao giờ gặp riêng, làm sao Lâm Gia Vi có thể mang thai đứa con của hắn? Chẳng lẽ là ba mẹ hắn vì muốn hắn cưới vợ mà dựng nên chuyện này? Dù Mục Huyên có nói nghiêm túc thế nào, hắn vẫn không tin. Ngủ hay không ngủ, chẳng lẽ hắn không tự biết hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn tống tinh thần đối diện tống tinh thần vẻ mặt xem bát quái khiến hắn rất tức giận bởi vì tống tinh thần tin chuyện này ai tin cũng không quan trọng nhưng tống tinh thần thì không được hắn lập tức lạnh mặt nói tôi chưa từng phát sinh chuyện gì với cô ấy những lời này là muốn nói cho tinh thần nghe lời phủ nhận của mục lý thần khiến vợ chồng mục huyên có chút ngạc nhiên Lâm Thế Hiền nói chính Mục Lý Thần là người chủ động kéo Lâm Gia Vi lên giường, tại sao giờ lại phủ nhận như vậy? Lý Bình Mỹ hỏi Mục Lý Thần, hay là con nghĩ kỹ lại một chút, rốt cuộc là có phát sinh chuyện gì không, hay là con quên mất? Mục Huyên và Lý Bình Mỹ đã điều tra độc lập. Đêm đó, một người phụ nữ đã giúp hắn vào thang máy khách sạn rồi đưa hắn vào phòng tổng thống. Ngoại hình của người phụ nữ được phóng to lên, trông giống hệt Lâm Gia Vi. Đương nhiên những việc giám sát này đều do an ninh đảm nhiệm, cho nên thoạt nhìn sẽ nhìn ra là Lâm Gia Vi. Họ cũng tra được Lâm Gia Vi đã vào địa điểm tổ chức bữa tối ngày hôm đó, thời gian cô rời bệnh viện, đưa tiền cho bảo vệ, cũng như theo camera giám sát ở cổng bệnh viện hoàn toàn khớp. Kết hợp với ảnh và video mà Lâm Gia Vi cung cấp, Mục Lý Thần chắc chắn đã ở cùng cô ấy vào đêm đó. Tất nhiên, đặt những thứ này lên bàn thì nghe có vẻ không hay. Hôm nay gọi Mục Lý Thần đến đây là để hắn nhận trách nhiệm đồng ý cưới lâm gia vi không cho phép hắn chối bỏ đứa con bằng chứng đều đã được đưa ra trước mặt hắn còn chối được sao mục lý thần vẫn một mực phủ nhận không thể nào lâm gia vi và con chưa bao giờ gặp riêng nhau nếu các người vẫn tiếp tục ép con như thế này con sẽ rời đi ngay lập tức lý bình mỹ và mục huyên nhìn nhau thái độ của mục lý thần khiến họ rất khó xử chuyện đã xảy ra rồi giờ cần phải phối hợp giải quyết Thái độ hiện tại của hắn là trốn tránh, nhưng trốn tránh cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhất định phải có lời giải thích, rốt cuộc là sinh hay không sinh. Lý thần chưa bao giờ để họ lo lắng về sự nghiệp, nhưng đời sống tình cảm lại làm cho ba mẹ hơi thất vọng. Mục Linh Linh hạ giọng nhỏ giọng nói với tinh thần, chuyện gì vậy? Anh Lý thần và Lâm Gia Vi có một đứa con, không thể nào. Anh Lý thần làm sao có thể coi trọng Lâm ra được? Tống tinh thần nói, "Xịt, nghe bọn họ nói cái gì đã, Đừng nói gì cả. Em không tin, hay là Lâm tiểu thư mang thai, bắt anh Lý Thần đổ vỏ. Dùng biện pháp thế này, thật là tâm cơ. Mục Duy Vũ kéo góc áo của Mục Linh Linh, "Có im đi không, còn muốn thần tượng được làm người đại diện ở Mục thị không?" Mục Linh Linh che miệng, không nói gì, trừng mắt nhìn Mục Duy Vũ. Tinh Thần đặt một miếng đùi gà lớn vào bát của Mục Linh Linh. Mục Linh Linh như sắp khóc, vội vàng cự tuyệt Tinh Thần, "Không không không, em đang muốn giảm cân." A à, đừng nhét vào bát của em. Cô sắp phải làm việc với thần tượng, phải giảm cân, hiện tại có rất nhiều người nói cô đáng yêu. Đáng yêu gì chứ, chỉ là cách nói khác của việc chê cô béo thôi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tinh thần, đường nét khuôn mặt trái xoan rất hoàn hảo, cô thì sao, sắp có cái cảm thứ hai rồi. Mục Linh Linh gắp chiếc chân gà dán vào bát của anh trai Mục Duy Vũ, hướng đũa về đĩa salad để bày tỏ quyết tâm giảm cân. Mục Đình kêu mím môi mỏng, trầm ngâm hỏi tinh thần, ăn gì? Củ sen. Mục đình kêu gắp cho cô một miếng, gắp cho cô thêm mấy miếng thịt. Ăn nhiều thịt chút đi, xem em gầy đến mức nào rồi kìa. Lý thần cũng có con rồi, chúng ta không thể tụt hậu được, cũng phải nỗ lực kiếm con thôi. Tống tinh thần nghẹn một ngụm đồ ăn trong cổ họng. Hắn nói gì vậy? Em mới 18 tuổi thôi. Mục đình kêu mỉm cười thì thầm vào tay cô, chúng ta có thể tổ chức hôn lễ trước anh, anh. Em nói cho anh biết, không được, em không làm mấy chuyện ăn cơm trước kẻ. Tiếng gầm của Tinh Thần làm mọi người trong bàn đều nhìn sang. Cô lúng túng nuốt khan, trừng mắt nhìn Mục Đình Kiêu. Tất cả là lỗi của hắn. Mục Linh Linh nghe vậy, mỉm cười ghé vào gần Tinh Thần, "Chị yên tâm đi, nếu chị mang thai đứa con của anh Đình Kiêu, nhà họ Mục sẽ không bạc đãi chị đâu, cái gì mà ăn cơm trước kẻ. Sao lại nói khó nghe như vậy, kết hôn trước rồi mới lĩnh chứng." chỉ bằng thân phận của anh đình kiêu sẽ không ai dám nói một lời mục đình kiêu lấy lại phong thái cao quý đúng vậy linh linh nói đúng sao anh lại bạc đãi em được anh sẽ tổ chức cho em một hôn lễ thế kỷ tinh thần trừng mắt đáp lại mục đình kiêu sự tương tác giữa hai người ở đây khiến mục lý thần tức giận sự cô đơn không thể hiện ra ngoài nhưng bữa cơm này hắn ăn không nổi nữa hắn đứng dậy vẻ mặt lạnh lùng nói với mọi người trong phòng con đi trước Nói xong hắn quay người rời đi. Mục lão im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, "Chờ một chút, chuyện này hôm nay nhất định phải giải quyết." Là chuyện Lâm Gia Vi mang thai. Mục Lý Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn ông cụ, "Ông nội, con đã nói với ông rồi, con và tiểu thư Lâm gia không có quan hệ gì cả." Mục lão nói, "Có quan hệ hay không, anh nói ba mẹ anh còn không biết sao? Ngày 30 tháng 10, anh nghĩ lại xem, hôm đó anh làm gì, với ai?" lâm tiểu thư sẽ đánh cược sự trong sạch của mình tự nhận mang thai con của anh sao ba mẹ anh đã điều tra rõ ràng mới mời lâm tiên sinh và lâm tiểu thư đến đây cho các anh gặp mặt đã trưởng thành rồi làm chuyện xong không dám nhận à ta vẫn tưởng anh là người biết chịu trách nhiệm lý thần anh làm ta quá thất vọng nếu hắn nói không muốn đứa trẻ nhà họ mục sẽ bồi thường cho lâm gia vi nhà họ mục hoàn toàn có thể chi được nhưng mục lý thần căn bản chỉ muốn trốn tránh Hai người ngủ với nhau, hình ảnh, video đều rõ ràng rồi, hắn còn chối. Thái độ của Han sẽ chỉ khiến mọi người phỉ nhổ. Mục Lý Thần cũng tức giận, đứng cạnh bàn, ánh mắt nghiêm nghị, "Con đã nói rồi, con và cô ta chưa từng phát sinh chuyện gì, không biết mọi người điều tra kiểu gì, nhưng con không có hứng thú với Lâm Gia Vi. Nếu như mọi người muốn ép gả cho con, sao lại dùng lý do khôi hài như vậy? Ai thích thì đi mà lấy, con không lấy." thái độ kiên quyết của mục lý thần khiến lâm nhược tư ngay lập tức thay đổi sắc mặt cô mạo hiểm mọi thứ không ngần ngại nói dối chỉ để kết hôn với mục lý thần nhưng mục lý thần lại coi thường cô nói là không có hứng thú với cô lời nói của hắn làm cô rất đau lòng mục lý thần tức giận đến nỗi không ai trong bàn ăn dám lên tiếng ngay cả mục linh linh cũng cúi đầu nhưng mục đình kiêu lại làm như không để ý chăm chỉ gắp đồ ăn cho tống tinh thần đôi mắt của tống tinh thần rơi vào khuôn mặt của mục lý thần mục lý thần cũng đang nhìn cô cả nhà đều đổ oan cho hắn nhưng hắn chỉ cần tống tinh thần tin tưởng những người khác hắn không quan tâm chỉ cần tống tinh thần tin tưởng hắn thôi nhưng ánh mắt kia của tống tinh thần rõ ràng là không quan tâm liệu mục lý thần có phát sinh chuyện gì với lâm nhược tư không hoàn toàn là tư thái xem náo nhiệt mục lý thần sắc mặt lạnh như băng đốt ngón tay trắng bệch Đôi mắt của Lâm Gia Vi tràn ngập nước mắt, cô dùng răng cắn chặt môi. Lâm Thế Hiền tức giận nói, rốt cuộc là Gia Vi nhà chúng tôi chịu thiệt, giờ làm sao đây? Mục Lý Thần không nhận lỗi đúng không? Còn làm ra bộ dáng này. Nếu cậu ta không chịu trách nhiệm, đi, sau này sinh đứa nhỏ ra, nó không có quan hệ gì với Mục gia. Mục Huyên và Lý Bình Mỹ nghe thấy thì lo lắng muốn nhảy dựng lên. Nếu trước đây Mục Lý Thần đã đưa một cô gái về nhà, hoặc nếu có bất kỳ bê bối nào về việc có con rơi, Họ sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng Mục Lý Thần lại luôn giữ mình trong sạch, 27 tuổi vẫn chưa từng tiếp xúc với người khác giới, thư ký và trợ lý đều là nam giới. Họ không thể không lo lắng rằng Mục Lý Thần có điều khó nói, hoặc nói cách khác là xu hướng tính dục có vấn đề. Cuối cùng, đến lúc 27 tuổi cũng có cô gái mang thai con của hắn, gia cảnh xứng đôi, đứa nhỏ này bọn họ phải giữ. Nhưng Mục Lý Thần lại không hợp tác. Điều mà cặp đôi lo lắng hơn chính là Mục Lý Thần vẫn dây dưa với Tống Tinh Thần. Họ cũng nhìn thấy ánh mắt của Mục Lý Thần chưa bao giờ rời khỏi Tống Tinh Thần. Cho dù Mục Đình Kiêu có ngồi cạnh Tống Tinh Thần, hắn vẫn coi như Mục Đình Kiêu không tồn tại. Về Tống Tinh Thần, Mục Huyên cũng đã lén hỏi Từ Duệ. Từ Duệ nói rằng kể từ khi Mục Lý Thần gặp Tống Tinh Thần lần đầu tiên, Mục Tiên Sinh đã yêu Tống Tinh Thần một cách điên cuồng. Ba tháng liên tục, Mục Lý Thần yêu cầu hắn gửi hoa cho Tống Tinh Thần ở cổng trường hắn cũng cho biết một tin tức chấn động khác. Để theo đuổi Tống Tinh Thần, Mục Lý Thần đã giao toàn bộ tài sản đứng tên mình cho Tống Tinh Thần. Đưa toàn bộ cho cô ấy. Tài sản hơn trăm tỷ, Mục Lý Thần không chấp mắt một cái, cứ thế đưa cho Tống Tinh Thần. Mục Huyên nghe được tin tức, toát mồ hôi lạnh. Con trai cưng của ông theo đuổi phụ nữ sao có thể biến thành não tàn như thế? Tặng trang sức đắt tiền xa xỉ là được rồi, sao lại đưa hết tài sản cho người ta? Hắn đang nghĩ cái gì vậy? May mắn là tống tinh thần không nhận. Nếu cô ta nhận, rồi lại quay về bên mục đình kiêu, thì có phải là lý thần mất cả chỉ lẫn trải rồi không? Mục lý thần năm nay 27 tuổi, đã trưởng thành rồi, sao lại làm ra chuyện như thanh niên đôi mươi vậy? Mục huyên vô cùng sợ hãi, nên ngay cả khi Lâm Gia Vi có tiền án, ông vẫn tác hợp hai người với nhau. Cho dù sau khi kết hôn mối quan hệ của họ không tốt cũng không thành vấn đề, Đến lúc đó chỉ cần ly hôn là được. Đối với hôn nhân, Mục Huyên rất cởi mở, cưới ai cũng được, chỉ cần không phải là Tống Tinh Thần là được. Nhưng lúc này, thái độ của Mục Lý Thần lại quá kiên quyết. Lâm Thế Hiền cũng đã bị chọc giận. Lâm gia không phải là một gia đình bình thường, việc sinh ra và nuôi dưỡng đứa nhỏ này không là gì đối với họ. Nhưng làm sao ông và Lý Bình Mỹ có thể trơ mắt nhìn cốt nhục của Mục Lý Thần mang họ người khác được? Lâm Thế Hiền tức giận Mục Huyên lập tức trấn an, Lâm Tiên Sinh, đừng nóng vội, bình tĩnh nói chuyện. Lý Thần không phải là người vô trách nhiệm. Vậy thì để cậu ta chịu trách nhiệm đi. Mục Lý Thần tức giận, tôi đã nói tôi không liên quan gì đến cô ta. Các người vẫn muốn tôi cưới cô ta à? Không thể nào. Cho dù cô ta có thai, các người nên điều tra cho rõ, đứa nhỏ là của ai. Mục gia ở Đế Đô cũng có chút thế lực, sau khi Mục Lý Thần phát sinh quan hệ với Lâm Gia Vi có qua lại thêm với người nào không? chỉ cần điều tra sơ bộ sẽ biết. Nhưng Lâm Gia Vi sau khi hồi phục sức khỏe trong một phòng VIP riêng của bệnh viện tâm thần, xuất viện xong, vẫn chưa từng qua đêm ở ngoài. Ngoại trừ vài ngày trước làm thêm giờ, phải về nhà sau 10 giờ, về cơ bản cô ta đã không rời nhà trong hơn một tháng. Các quán rượu, khách sạn cũng không có dấu vết của cô ta. Đứa trẻ kia không thể là của người khác. Nhưng thái độ kiên quyết của Mục Lý Thần khiến Mục Huyên đau đầu. Lý Thần, Chúng ta đã điều tra xem đứa trẻ này có phải của con không. Lâm Tiểu thư ngoài đêm ở với con, chưa từng thân thiết với người đàn ông nào khác. Hai tháng trước, con có ở canh cô ấy hay không? Cũng có thể con có, nhưng đã quên mất. Ngày 30 tháng 10 cả tiệc bế mạc triển lãm khoa học và công nghệ được truyền hình trực tiếp trên TV, có rất nhiều phóng viên có mặt. Con nghĩ lại một chút xem có quên gì không, hay là say rượu quên mất. Theo lời nói của Mục Huyên, bốn người đối diện đều ngẩng đầu lên nhìn mục lý thần sự việc phát triển đến mức này nhà họ lâm cố ý muốn tiếp cận mục lý thần là điều không thể mục lý thần và lâm gia vi đã xảy ra chuyện gì chính hắn cũng không nhớ nói như vậy nếu mục lý thần không thừa nhận quá là xấu xa nhà gái cũng mang thai rồi nếu chuyện này bị lộ ra sau này ai sẽ cưới cô ấy trừ khi cô kết hôn nếu không những người cùng tầng lớp sẽ không bao giờ chọn lâm gia vi Mục Lý Thần có chút cau mày, nhớ lại bữa tiệc bế mạc triển lãm khoa học công nghệ ngày 30 tháng 10. Ngày hôm đó Mục Đình Kiêu công khai tuyên bố quan hệ với Tống Tinh Thần, tâm tình hắn không tốt, uống quá chén, được một người đỡ vào phòng khách sạn. Khi đó, hắn nhớ rõ là mình ở bên Tống Tinh Thần. Đêm đó, hắn mất kiểm soát, xé bỏ quần áo của Tống Tinh Thần. Sau đó, mọi thứ phát triển như một giấc mơ, hắn và Tống Tinh Thần phát sinh quan hệ. Sau khi tỉnh lại, bên giường đã không còn tống tinh thần nữa hắn thì trần chèng quần áo vương vãi dưới gầm giường ga trải giường bừa bộn không nhớ được gì chỉ nhớ là cùng tống tinh thần ở chung một phòng đến giờ hắn vẫn luôn tức giận với thái độ của tống tinh thần tại sao họ đã phát sinh quan hệ mà cô vẫn muốn ở bên cạnh mục đình kiêu tại sao cô lại đùa bỡn hắn như thế bây giờ ba hắn nói với hắn lâm gia vi đang mang thai chính lâm gia vi đã ở bên hắn đêm đó dù có là mục lý thần sừng sững ở đế đô cũng không chịu nổi. Hắn quay lại và nhìn Lâm Gia Vi với vẻ mặt nghiêm nghị. Lâm Gia Vi, nói cho tôi biết, người ở cùng với tôi đêm đó không phải là cô. Đôi mắt hắn tàn nhẫn, tràn đầy sự duy chóc, giọng nói trầm thấp đầy cuồng bạo. Nếu Lâm Gia Vi dám trả lời có, chắc chắn dây tiếp theo, mục lý thần sẽ xông lên hủy hoại cô. 27 năm qua, hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch, không có scandal, không tham hoan, dồn hết tâm sức cho sự nghiệp thế nhưng vẫn có người đến tính kế hắn dám trèo lên giường hắn trong lúc hắn không tỉnh táo cả đêm hắn gọi tên tống tinh thần người này vẫn nhiệt tình đáp lại làm hắn nghĩ đối phương thực sự là tống tinh thần bây giờ lại dám nói đó không phải là tống tinh thần mà là lâm gia vi sao hắn có thể chấp nhận được sao có thể chịu đựng được còn muốn hắn nhận đứa trẻ trong bụng cưới cô ta nằm mơ họ coi hắn là gì coi mục gia là gì. Dùng thủ đoạn này muốn gả cho hẳn. Không thể nào. Mục lý thần tiến lại gần một bước, đứng trước mặt Lâm Gia Vi, dùng một tay nắm lấy quần áo của Lâm Gia Vi, kéo cô ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, dùng một tay để vào cổ cô ta rồi siết lại. Giọng nói của hắn trầm thấp, lộ ra vẻ tàn nhẫn, nói cho tôi biết, đêm đó thật sự là cô sao. Lâm Nhược Tư ho không ngừng, mặt đỏ bừng, cực kỳ khó chịu, toàn thân run rẩy, nước mắt giàn ruộng, cô nhìn ba mình, cầu cứu. Lâm Thế Hiền cũng không ngờ Mục Lý Thần lại tàn nhẫn như vậy và bép cổ Lâm Nhược Tư ngay tại chỗ. Mục Huyên và Mục Lão cũng hét lên. Buông ra, nhanh buông ra, anh muốn làm gì? Mục Lý Thần, buông ra, tự mình làm ra chuyện tốt, giờ lại đổ lỗi cho Gia Vì à? Trong phòng không có vệ sĩ nào, Mục Duy Vũ và Mục Đình kêu lao tới phía bên kia bàn tròn, một người nắm lấy tay hắn, một người đỡ lưng Lâm Gia Vì mục đình kiêu gập tay mục lý thần ép hắn buông lâm nhược tư ra mục duy vũ đỡ lưng lâm nhược tư để cô không ngã xuống đất tay của mục lý thần nới lỏng lâm nhược tư mới có thể thở được hai chân run rẩy đứng không vững lâm thế hiền nhanh chóng chạy đến đỡ cô đưa cô lùi lại vài mét tránh xa mục lý thần nguy hiểm tinh thần lạnh lùng nhìn tất cả vừa rồi hắn muốn làm gì duyết lâm nhược tư chỉ là ngủ với hắn một đêm Nhà gái mang thai, mà đã làm hắn động xét tâm. Quả thật là tống tinh thần ngạc nhiên trước những gì Mục Lý Thần vừa làm. Chẳng trách kiếp trước hắn lại đưa cô đến hoàng đình, hóa ra bản tính của hắn vốn đã tàn bạo như vậy. Cho dù người bị giết rồi, sự thật đêm đó sẽ được thay đổi sao? Trong góc phòng riêng, Lâm Nhược Tư khay khẽ nấc lên, hơi thở vẫn chưa thông suốt, khuôn mặt đỏ bừng dần trở nên tái nhợt. Lâm Thế Hiền lại bị chọc giận. Các người cũng nhìn thấy rồi đó thấy cả rồi đó. Nó không những không thừa nhận, còn muốn giết con gái của tôi. Thôi, không cần phải nói gì nữa, nhưng hành động của nó làm con gái tôi rất khổ sở, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này. Mục gia hãy đợi thư từ, từ đội pháp lý của Lâm Thị đi. Lâm Thế Hiền nói xong, giữa Lâm Nhược Tư chuẩn bị rời đi. Chuyện này một khi làm lớn, sẽ rất khó coi. Những năm gần đây Mục gia luôn giữ thái độ khiêm tốn ở đế đô. Tuy là gia tộc lớn nhất, nhưng rất ít khi có chuyện bát quái ngoại trừ việc cả mục lý thần và mục đình kiêu đều thích tống tinh thần ít nhất chuyện đó vẫn trong tầm kiểm soát nhưng nếu là chuyện mang thai mục lý thần đã không chịu thừa nhận lại còn muốn giết người một khi lộ ra sẽ không đơn giản chỉ là một vụ bê bối hình tượng của thế gia đứng đầu đế đô sẽ tụt dốc không phanh hàng chục năm nay cả gia tộc chưa xảy ra chuyện dọa người như vậy hơn nữa mục huyên và lý bình mỹ đều muốn đứa trẻ trong bụng tiểu thư nhà họ lâm lập tức mục huyên và lý bình mỹ đều bước tới một người an ủi lâm thế hiền một người an ủi lâm nhược tư lý bình mỹ lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay ngọc bích chất lượng tuyệt hảo màu sắc mượt mà đeo vào cổ tay lâm nhược tư vừa giải thích vừa khuyên bảo gia vi xin lỗi con lý thần từ nhỏ đã được dì chiều chuộng tính cách mạnh mẽ bình thường ba nó và dì đều không thể kiểm soát nó làm ra chuyện như vừa nãy dì thực sự xin lỗi con lâm nhược tư hai mắt đỏ hoe nước nở cúi đầu không trả lời. Đừng buồn, nhà chúng ta có lỗi với con, chúng ta sẽ cho con một câu trả lời thỏa đáng. Chiếc vòng ngọc này là mẹ dì truyền lại, rất hợp với con, dì rất thích con, muốn đưa con vào cửa. Con yên tâm, nếu con có tình cảm với Lý Thần, nghe gì, đừng tức giận với nó, có được không? Dì sẽ thuyết phục Lý Thần cưới con. Lâm Nhược Tư nghe xong, lắc đầu trong nước mắt. Dì, cảm ơn dì, nhưng con và anh ấy không có duyên anh ấy không thích con, con cũng không ép buộc. Dù sao đứa bé này vô tội, sau này đứa nhỏ này sẽ không liên quan gì đến anh ấy hay nhà họ mục. Cô ta nói lời này là có ý gì, đứa nhỏ sinh ra sẽ không nhận mục ra. Sao lại thế được? Gia Vi yên tâm, chỉ cần có gì ở đây, Lý Thần nhất định sẽ nhận đứa nhỏ này. Nếu không, gì cũng sẽ không nhận đứa con trai này nữa. Lâm Nhược Tư không trả lời, cúi đầu nhìn xuống, tháo chiếc vòng tay ra nhét lại vào tay Lý Bình Mỹ. Đứa nhỏ này, dì đã tặng cho con rồi, dì rất thích con, trả lại cho dì làm chi. Đeo vào đi, lần trước vội vàng, dì không kịp mang theo lễ vật gặp mặt, lần này con không được trả lại, biết chưa? Lý Bình Mỹ lại đeo vòng vào cổ tay Lâm Nhược Tư. Lâm Nhược Tư vội vàng từ chối. Ở bên kia bàn tròn, mục lão sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt như đuốc, hung hăng mắng mục lý thần. Sao? anh còn muốn làm gì tiểu thư lâm ra? Dù anh có bếp chít chị ta, có thể xóa bỏ lỗi lầm này không? Có con rồi, ta đã xem giấy của bệnh viện rồi, mẹ anh cũng đi hỏi bác sĩ rồi, giờ anh định chối bỏ đứa nhỏ à? Mục Lý Thần vẻ mặt lạnh lùng, không trả lời. Mục Lý Thần, mục ra chúng ta không có người vô trách nhiệm như anh. Khi anh và chị ta tiêu giao khoái hoạt, sao không nghĩ đến ngày này đi? Ba mẹ anh muốn giữ lại đứa bé này, Lâm gia muốn sinh nó ra, nhưng nếu đứa bé danh chính ngôn thuận mà sinh ra, anh phải cưới chị ta. Mục Lý Thần tức giận nói, tôi sẽ không cưới một người phụ nữ tâm cơ như cô ta. Làm càn, anh không có lựa chọn nào khác, không cưới cũng phải cưới. Mục Lý Thần gần từng tiếng với ông cụ, tôi nói là tôi không cưới. Ai muốn có con thì đi mà cưới. Tống lão bị thái độ của hắn chọc giận. Hắn cũng giống Mục Đình Kiêu, chuyện không muốn làm, không ai ép được bầu không khí ở bàn ăn thật áp lực mục bình kiêu liếc nhìn mục lý thần cười nhạt tâm tình không bị ảnh hưởng chút nào thấy mục lý thần nhìn qua anh thân mật gắp cho tống tinh thần một miếng thịt ăn nhanh đi đừng nhìn nữa liên quan gì tới em đâu tống tinh thần liếc hắn một cái không nói một lời đặt miếng thịt lớn lại trong bát mục linh linh ghé sát vào tai tinh thần nhỏ giọng nói tinh thần chị có nghĩ anh lý thần sẽ cưới cô ấy không bác hai và ông nội đều muốn anh ấy cưới. Mục Duy Vũ đá chân mộ linh linh. Mục Lý Thần còn chưa đi đâu. Ông nội vẫn đang nói chuyện, có thể yên tĩnh chút không? Mục Linh Linh bĩu môi, bất mãn cao giọng, anh, sao anh lại đá em? Nếu anh đá em, lần sau anh có con với người khác, đừng mong em nói giúp anh. Mục Duy Vũ bị Mục Linh Linh nói cho nghẹn lời, xấu hổ và nói, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Mục Bình Kiêu tiếp tục cười, thấp giọng nói vào tai tinh thần, anh cũng thế. Tinh thần trợn mắt nhìn anh. Liên quan gì đến anh chứ? Đến xem bát quái là được rồi, còn nhiều chuyện thế làm gì? Bên này, mục lão và mục lý thần vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Lâm Thế Hiền cùng mục huyên từ trong phòng nhỏ đi ra, không biết đang nói cái gì, nhưng tựa hồ hai người đều đã đạt được thỏa thuận. Lâm Thế Hiền không còn tức giận nữa. Lâm Nhược Tư nằm trên sofa trong góc, được Lý Bình Mỹ dỗ dành, đã ngừng khóc, ngoại trừ vết hằn mờ nhạt trên cổ, sắc mặt cô đã trở lại bình thường. Mục Huyên và Lâm Thế Hiền quay lại bàn tròn, trực tiếp bước qua mặt Mục Lý Thần, nói với Mục Lão, con và Lâm Tiên Sinh đã thỏa thuận xong, chuyện kết hôn vẫn như cũ, tối nay sẽ công bố. Vừa dứt lời, Mục Lý Thần đã ngắt lời Mục Huyên. Con nói lần cuối cùng, con sẽ không cưới cô ta, ai thích cưới thì đi mà cưới. Nói xong, hắn quay người rời khỏi bàn ăn. Mục Huyên từ phía sau gọi, Lý thần, dừng lại đó. Tiểu thư lâm ra còn chưa đi, sao con lại đi trước? Việc này đã quyết, con không có quyền thay đổi. Mục lý thần dừng lại, quay lại nhìn mục huyên với ánh mắt lạnh lùng. Môi mỏng lộ ra nụ cười không chút hơi ấm, không ai có thể tính kế con, dù là người nhà cũng không được. Nói xong, ánh mắt hắn rơi xuống khuôn mặt mục đình kiêu. Mục đình kiêu vẫn giữ nụ cười ấm áp trên môi, không nhìn thấy ánh mắt của hắn, tầm mắt luôn dán chặt vào khuôn mặt của tống tinh thần bên cạnh. Vị hôn thê của hắn càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Tất nhiên, hoàn cảnh của mục lý thần rất giống với cảnh ông nội ép anh kết hôn với y chân nghê trước đó, lúc đó hắn lấy bộ dạng vui sướng khi người gặp nạn mà nhìn. Giờ thời thế thay đổi, đến lượt hắn. Mục đình kiêu còn có lựa chọn. Nhưng hình như mục lý thần không còn lựa chọn nào khác. Lâm Gia Vi đang mang thai, hắn khó mà cự tuyệt, đừng nghĩ đến cuốn quýt vị hôn thê của anh nữa. Nghĩ tới đây, Mục Đình Kiêu cảm thấy tâm tình thật tốt, tiếp tục gắp thịt cho tinh thần, muốn nuôi vị hôn thê của mình béo lên chút. Mục Lý Thần đã có con rồi, hắn không thể tụt hậu được. Tống tinh thần thấy trong bát đầy thịt, vội vàng bỏ lại vào bát của Mục Đình Kiêu, chừng mắt nhìn anh. Sao, định nuôi cô thành heo sao? Ăn thế này, không đến mấy tháng, cô sẽ biến thành quả bóng mất. Mục Lý Thần nhìn thấy sự tương tác ngọt ngào giữa Mục Đình Kiêu và Tống Tinh Thần, ánh mắt trở nên lạnh lùng, quay người bước ra khỏi phòng. Mục Huyên ở phía sau hét lớn, quay lại, con định đi đâu, quay lại đây cho bà. Mục Lý Thần đứng lại đó. Nói cho con biết, chuyện này không thể thương lượng, tiệc tối hôm nay sẽ công bố. Con có không đồng ý cũng không có tác dụng. Mục Lý Thần phớt lờ Mục Huyên, hoặc nói cách khác là hắn không quan tâm, mạnh tay mở cửa, đi ra ngoài ầm, cánh cửa lại đóng sầm lại. Không khí trong phòng rơi vào im lặng. Lâm Thế Hiền và Lâm Gia Vi không ở lại lâu, họ tạm biệt Mục Lão, Mục Huyên và Lý Bình Mỹ rồi đi ra ngoài. Bữa trưa, ông Mục, Mục Huyên và Lý Bình Mỹ đều không có tâm trạng ăn uống. Ngược lại, bốn vị hậu bối ăn uống khá ngon miệng, nếu không phải vì vẻ mặt của ba vị trưởng bối, có lẽ bữa ăn này còn vui vẻ hơn nhiều. Ăn xong, bốn người cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Mục Linh Linh và Mục Duy Vũ đi đến cửa hàng xa xỉ phẩm trên lầu để chọn lễ phục cho bữa tối. Tinh thần và Mục Đình Kiêu đang định quay về thì bị lão ra gọi điện thúc giục. Trên xe, Mục Đình Kiêu nắm tay tống tinh thần, giọng nói vui vẻ, tối nay sẽ chính thức công khai thân phận của em, em có căng thẳng không? Tinh thần cười lắc đầu, nắm tay hắn, không, em rất mong chờ. Mục Đình Kiêu hôn lên tay tinh thần. Từ tối nay trở đi, em sẽ chính thức là vị hôn thê của Mục Đình Kiêu Anh, chỉ cần em đủ tuổi, chúng ta sẽ đi lĩnh chứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tinh thần rộ lên nụ cười thỏa mãn. Vâng, trở lại khách sạn, Tống Lão đã đợi rất lâu. Ông đã chuẩn bị quà giúp cô, là một chiếc bình xứ có hoa màu xanh từ một lò nung thời nhà Tống. Đồ vật có màu trắng trong suốt, màu men rất tốt, giá trị xã ỉ. Quà của ông là một bức tranh Trung Quốc của một họa sĩ nổi tiếng thời nhà Thanh. Đây là bức tranh mực hoàn chỉnh duy nhất còn tồn tại. Vì tinh thần lần đầu xuất hiện công khai, Mục Đình Kiêu đã cẩn thận lựa chọn cho cô một chiếc váy sang trọng nạm kim cương. Phần thân váy phía trên được đính những viên kim cương tinh xảo, phần thân váy phía dưới có phần váy rộng xếp tầng, xõa xuống mặt đất. Chiếc váy sang trọng, lộng lẫy chói mắt. Tinh thần ban đầu muốn từ chối, đổi sang một bộ đồ khiêm tốn hơn, bởi vì bộ trang phục này còn cao cấp hơn chiếc váy cô mặc trong ngày sinh nhật. Mục Đình Kiêu lại nói cô là vị hôn thê của hắn là gia chủ phu nhân tương lai của mục gia, hắn cho phép cô nổi bật. Sau khi thay váy và trang điểm, còn hai tiếng rưỡi nữa mới bắt đầu bữa tối, Mục Đình Kiêu bị điện thoại gọi đi. Là Mục Lão gọi, nói rằng người thừa kế mới lộ diện năm nay, bữa tiệc có rất nhiều trưởng lão đã làm việc với Mục gia nhiều năm đến dự, bảo hắn quay về làm quen với họ. Vừa đặt điện thoại xuống, Tống Lão đã dục hắn quay về, chính sự quan trọng hơn, buổi tối ông sẽ đi với tinh thần, bảo hắn yên tâm. Tinh thần chọn cho ông cụ một bộ lễ phục rất đẹp, màu cà vạt rất hóp với hoa văn trên váy của cô. Còn hai tiếng nữa là đến bữa tối, anh Đàm đã sắp xếp hai chiếc xe hướng về Thủy Đình. Ban đầu, họ định đến Thủy Đình sớm 20 phút, nhưng do vướng giờ cao điểm, họ bị kẹt xe, lúc đến Thủy Đình đã muộn mất 10 phút. Bãi đậu xe ngoài trời đầy những chiếc xe sang trọng. Tinh thần liên lạc với an ninh qua điện thoại di động. Lục an ninh, cảnh thân hành và kiều diệp đều đã đến, hỏi cô bao giờ mới có mặt. Tinh thần và ông cụ dừng xe, một vệ sĩ lập tức mở cửa ra, không thấy Mục Đình Kiêu đến tiếp đãi, chỉ có quản gia. Quản gia lập tức bước ra, nồng nhiệt đón tiếp ông lão và tinh thần. Mục lão tiên sinh còn mới hỏi tôi sao chưa thấy ngài tới, tôi mới nói với ngài ấy là có lẽ do kẹt xe. Ông cụ mỉm cười nói, ta ngồi xe đến trước tận 2 tiếng, không ngờ vẫn tắc đường, đến muộn. Bên ngoài lạnh lắm, mọi người vào trước đi, hôm nay khách đông tiếp đãi có gì không chu toàn mong lão ra thử lỗi được rồi quan hệ của tôi và ông ấy thế nào chứ không phải khách khí có một chiếc xe khác dừng lại phía sau lại thêm mấy chiếc nữa ông nói với quản gia không cần phải khách khí với tôi tôi đã đến đây mấy lần rồi ông cứ làm việc của mình đi tôi sẽ dẫn tinh thần vào sảnh trong quản gia gật đầu vâng thưa ngài tôi đang bận một chút tiểu lục đưa tống lão ra và tống tiểu thư vào trong đi vâng quản gia tiểu lục là vệ sĩ của mục lão cũng biết tống lão hắn nhiệt tình hướng dẫn ông lão và tinh thần ký tên những người khác không được phép mang theo vệ sĩ nhưng mục đình kiêu đã phân phó cho phép anh đàm đi theo tinh thần và lão ra anh đàm mặc lễ phục dâu được cạo sạch khuôn mặt được chảy chốt cẩn thận chỉnh tề đẹp trai đi phía sau cầm một món quà bước vào cổng có thể thấy thủy đình được trang trí vô cùng mộng ảo xinh đẹp Mặt hồ rộng lớn đóng băng, một ngôi nhà kính lớn xây bên bờ hồ có đội múa ba lê chuyên nghiệp biểu diễn, tiết mục đang biểu diễn là Hồ Thiên Nga. Tuyết rơi dày đặc, mặt hồ đóng băng, thực sự là khung cảnh rất phù hợp với tiết mục. Để mang đến cho du khách trải nghiệm ngắm cảnh tốt, một số phòng kính lớn được bố trí xung quanh mép hồ. Cũng có những vị khách không sợ lạnh, lấy ghế ngồi trên mặt băng để ngắm nhìn. Bước vào khu vườn bên trong có biểu diễn ca nhạc ngoài trời, nhiều du khách vừa nghe nhạc vừa uống rượu vang đỏ đi dọc thảm đỏ một lúc lâu, cuối cùng họ cũng đến được tòa nhà chính. Tòa nhà chính được trang trí giống như một cung điện pha lê, với vô số ánh đèn pha lê chiếu xuyên qua, khiến nó trở thành tòa nhà sáng nhất trong các kiến trúc ven hồ. Bước vào sảnh ngoài, phải đăng ký lại, anh đảm trao quà. Tống lão vừa bước vào nội điện liền gặp lại lão chiến hữu. Hơn 20 năm không gặp, hai người vui vẻ cười đùa ôm nhau, tống lão nhanh chóng bị kéo đi uống rượu. Hai ngày nay, lão nhân đến kinh đô dự nhiều tiệc tối, tuổi đã khá cao, thân thể cũng không được cường tráng như mục lão, hầu như đêm nào về cũng không che nổi hơi dưa. Tinh thần sợ ông uống nhiều nên nhờ anh đàm đi theo cản bớt, dù không cản được cũng có thể đỡ một ít. Tử lượng của anh đàm khá tốt. Tinh thần vừa bước vào đã nhìn thấy Kiều Diệp. Kiều Diệp mặc tây trang, nụ cười ấm áp, chậm rãi bước về phía tinh thần, vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Chuyện gì vậy? Cô đến muộn gần nửa tiếng đấy lâu vậy sao họ rời nhà sớm hai tiếng mà vẫn muộn tinh thần nhìn quanh đại sảnh cực kỳ rộng rãi cao ba tầng có rất nhiều vị khách mà tinh thần không nhận ra ngoại trừ kiều diệp hình như cô không quen ai không thấy mục đình kiêu cũng không thấy con cháu mục gia đây là sảnh ngoài những vị khách quan trọng đều đang ở sảnh trong được rồi vào thôi kiều diệp dẫn tinh thần vào nội điện trong nội điện có rất nhiều người rất ồn ào trong không khí có tiếng ca hát. Nội sảnh gồm có ba sảnh thông nhau. Các ca sĩ thực lực nổi tiếng được mời hát ở các sảnh bên, có ban nhạc chuyên nghiệp hỗ trợ, rất nhiều khách nhân tập trung ở đây để nghe, giống như một buổi biểu diễn hòa nhạc trực tiếp vậy. Tinh thần vừa bước vào nội điện, liền cảm nhận được ánh mắt của những người đàn ông xung quanh. Kiều Diệp cười nói đùa, lão đại, bạn trai của cô đâu? Để cô một mình thế này, lũ sói này sẽ nhìn cô chằm chằm cả đêm. Sắc mặt của Tinh Thần vẫn như cũ, cô đã quen với ánh mắt của người khác. Cô nhìn quanh, phát hiện ra người nhà họ Mục và những vị khách quan trọng đều ở đây. Cô nhìn thấy Mục Linh Linh và Mục Duy Vũ đang đi cùng ba mẹ và trò chuyện với các tiền bối. Mục Cảnh Ngự và Mục Cảnh Hiên đang trò chuyện với mấy bạn nữ. Lục An Ninh và Cảnh Thần hành lại không thấy Tam Hơi. Mục Đình Kiêu cũng không thấy. Bữa tiệc bắt đầu hơn 20 phút, hắn thân làm thái tử lại chưa xuất hiện ư? đến thủy đình tinh thần đã gửi tin nhắn cho mục đình kiêu nhưng lại không thấy hắn trả lời hắn bận đến thế sao không phải nói cảnh thần hành và an ninh đều đến rồi sao họ đâu rồi trên lầu có mấy chục phòng riêng có lẽ họ lên đó rồi tinh thần hiểu ra cô lấy điện thoại di động từ trong túi sách nhỏ ra gửi một tin nhắn nói rằng cô đã đến mấy phút sau vẫn không thấy tin nhắn trả lời kiêu diệp cũng nhìn thấy bạn trai của cô có lẽ rất bận. Nhân tiện, cận phó ngôn tiên sinh cũng ở đây, vẫn đang đi xã giao. Ai cũng bận, chỉ có cô và Kiều Diệp rảnh rỗi. Mục Đình Kiêu nói hôm nay hắn sẽ công bố mối quan hệ của hai người, bắt cô ăn mặc tử tế để cô nổi bật trước mắt mọi người, nhưng cô đến rồi, lại thấy ở đây có chút không đúng. Cô tìm chỗ ngồi, đang định ngồi xuống thì Mục Linh Linh đã nhìn thấy cô. Không giống như những thiên kim tiểu thư giàu ổn trọng, Mục Linh Linh xách chiếc váy dài trực tiếp chạy về phía cô. Trong sảnh trò chuyện yên tĩnh, mọi người đều nhìn thấy Mục Linh Linh đang chạy về phía cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang đứng ở cửa. Có người hỏi, cô gái ăn mặc xinh đẹp đó là ai nhỉ? Tống Tinh Thần, người thư kế tập đoàn Tống Thị, bạn gái chính thức của Mục Đình Kiêu. À, hóa ra là Tống Tinh Thần, cô ấy thật xinh đẹp, xem những bức ảnh động lan truyền trên mạng kia, quả thực là danh bất hư truyền. Cô ấy rất thông minh, các người đã nghe nói về Vân Long Phủ gần đây hot dần dần chưa? Kế hoạch Bách Thành là một trong những dự án dưới tay cô ấy đấy. Ồ, lợi hại vậy sao? Chứ sao, không lợi hại mà lại lọt vào mắt xanh của Mục Đình Kiêu sao? Đến cả công chúa có tước vị còn cự tuyệt, sao lại phải lòng người tầm thường được? Mục Linh Linh nhìn tinh thần từ trên xuống dưới, đôi mắt sáng ngời kêu lên, tinh thần, ôi, chị mặc thế này đẹp quá, ánh sáng át hết mọi người khác trong sảnh tiệc rồi tinh thần cười nói đừng khen nữa đình kêu đâu em có thấy không không thấy em và anh trai đến đây sớm nửa tiếng vừa rồi còn nhìn thấy anh ấy chào chúng em ở cửa giờ không thấy nữa nhưng chị yên tâm hôm nay nhiều người chắc anh ấy bận thôi đến đây em tìm chỗ cho chị phía góc xa của hội trường tương đối yên tĩnh có rất ít người xung quanh mục linh linh kéo tinh thần ngồi xuống kiêu diệp cũng đi theo phía sau mục linh linh không biết kiều diệp vì vậy khi thấy người đàn ông này không khách khí chút nào cô bất mãn nói này đây chỗ của tinh thần anh đến đây làm gì kiều diệp không những ngồi xuống mà còn bắt chéo chân này chẳng có chút lịch sự nào cả kiều diệp liếc nhìn cô khoanh tay trước ngực mục linh linh chưa bao giờ nhìn thấy một người vô lý như vậy đây là bữa tiệc sinh nhật của ông nội những người có máu mặt ở đế đô đều có mặt người này lại không biết xấu hổ thấy hai người không hòa hợp tinh thần cười khuyên nhủ được rồi anh ta là nhân viên công ty của chị linh linh đừng để ý linh linh liếc hắn một cái nói được chị ngồi xuống trước đi em phải đến chỗ mẹ không được rời đi quá lâu ừ em đi làm việc của mình trước đi mục linh linh bay về phía mẹ cô như một con bướm mục duy vũ và thẩm á phương gật đầu chào tinh thần tinh thần cũng mỉm cười đáp lại kiều diệp buông tay xuống nói Quan hệ của cô và người mục gia không tồi nhỉ. Cũng được, trước đó từng cùng ăn cơm. À, anh đến đây một mình à? Kiều Diệp chán nản nói, sớm biết thế này đã không tới rồi, một người quen cũng không có. Phục vụ mang đồ uống tới. Kiều Diệp đứng dậy, cầm một ly nước trái cây cùng một ly rượu vang đỏ, đưa nước trái cây cho Tống Tinh Thần. Tinh Thần nhấp một ngụm nước trái cây, hỏi Kiều Diệp, Khải Thịnh và Hình Kình Uyên không đến sao? Một người đang ở bệnh viện một người chưa bao giờ lộ mặt trước mặt người khác. Cô nghĩ họ sẽ đến sao? Tinh thần gật đầu, quan hệ giữa anh và bọn họ cũng không tồi. Ai mà không có một thời tuổi trẻ bồng bột chứ? Lúc đó, tôi mới cuối cấp 2, bố mẹ quá bận rộn, bỏ mặc tôi ở nhà. Tôi chỉ muốn làm một điều gì đó kinh thiên động địa để họ nhận ra họ đối xử với tôi từ bé như thế là sai quá sai. Ý tưởng này quả thực rất hay, tinh thần tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Anh hai lần đứng đầu toàn quốc trong kỳ thi tuyển sinh đại học, bọn họ không coi trọng sao. Trong mắt họ, điều này chẳng là gì cả. Trước kia họ đều là những người đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi thi không tốt mới là nét bút hỏng trong cuộc đời của họ. Cho nên anh bỏ học à. Rồi họ có nhìn anh nhiều hơn không, có quan tâm đến anh nhiều hơn không. Kiều Diệp cầm ly rượu lên, uống hết, hừ lạnh nói, mẹ hoàn toàn từ bỏ tôi, ba thì nói là nếu chít ở bên ngoài cũng không cần khai là con của ông ấy không nhìn ra, người này lại phản nghịch đến mức đó. Trước đây anh làm gì mà để họ đối xử với anh như thế? Không có gì, tôi không có sở thích kỳ lạ như Khải Thịnh, chỉ làm chút chuyện với Hình Ca thôi. Người nhà cắt nguồn tài chính của tôi, tôi vẫn sống một cuộc sống thoải mái. Chơi với Hình Ca chán, tôi lại qua chơi với cô. Bà chủ à, cô phải quan tâm tôi nhé, sau này phải dựa hết vào cô rồi. Phục vụ bước tới, cất ly rượu hắn đã uống xong. Đặt một ly khác lên bàn. Lấy trí thông minh của anh, cho dù mặt nghiên cứu phát triển không thể bằng tôi và cảnh thần hành, cũng sẽ không quá thua kém. Kiều Diệp Cô đơn nói, "Bây giờ tôi mới tham gia nghiên cứu và phát triển có lẽ đã hơi muộn, tôi cũng không có hứng thú với lĩnh vực này. Tôi đạt điểm cao chỉ vì muốn chứng minh cho ba mẹ thấy tôi không tệ thôi. Giờ tôi cãi nhau với ba mẹ, tôi bỏ nhà đi 2 năm rồi, cũng không có tâm trạng làm nữa." Anh thi được điểm tuyệt đối, sao có thể kém cỏi được? chỉ là bài kiểm tra trên giấy thôi tôi cảnh thần hành cả cô đều là những người có trí nhớ tốt tôi ăn dầm nằm dề ở thư viện quấn quýt thầy dạy vật lý chắc nhờ thế nên mới có kết quả nhưng thực nghiệm đánh giá lại khác tôi không bằng cô và cảnh thần hành được rồi cô không cần thuyết phục tôi có gắng tiến thủ hay gì đó tiêm máu gà không có tác dụng với tôi đâu tôi ra xã hội trước cô đã là lão giang hồ rồi người này nhìn qua có vẻ ngây thơ vô hại nhưng ăn nói rất chững chạc thực sự giống như đã lăn lộn trong xã hội lâu năm. Kiều Diệp hỏi tinh thần, cô ăn tối chưa? Tinh thần lắc đầu. Buổi chiều chuẩn bị quần áo mất 3 tiếng đồng hồ, 2 giờ trên đường, giờ đã hơn 6 giờ, đã qua giờ ăn tối của cô. Thực sự cô đang rất đói, nhưng để mặc lễ phục được đẹp, để có eo thon, cô nhị. Nhìn vẻ mặt của cô, Kiều Diệp biết cô chưa ăn gì. Được rồi, nể tình cô là bà chủ, cô là lớn nhất, tôi đi lấy đồ ăn nhẹ cho cô trước, ăn cho đỡ đói. Tinh thần nhìn thấy Kiều Diệp rời đi, liền lấy điện thoại di động từ trong túi sách ra. Có hai tin nhắn trả lời. An ninh trả lời, tôi, ba mẹ và Lục An Tâm đang ở trên lầu, trò chuyện với mấy người bạn tốt của ba, sắp xếp xem mắt cho Lục An Tâm. Sắp xếp xem mắt cho Lục An Tâm á, chị ta mới 21 tuổi thôi, đã sốt ruột thế rồi hả? Tin nhắn thứ hai là tin nhắn của cảnh thần hành, tôi đang ở cùng hai anh, lát nữa gặp nhau nói chuyện. Cả hai người đều bận rộn chuyện của mình, dù sao đây là đại thọ của mục lão, cũng là dịp xã giao quan trọng. Mục Đình Kiêu còn chưa trả lời tin nhắn, không phải hắn đã đồng ý đón cô ở cửa sao. Hơn nữa, nhân vật chính của ngày hôm nay là mục lão cũng chưa xuất hiện. Ba con mục lý thần đều không có ở đây, Lâm Thế Hiển và Lâm Nhược Tư cũng không thấy. Chẳng lẽ họ đang họp trên tầng, tiếp tục thuyết phục mục lý thần, đợi chút nữa sẽ chính thức thông báo. Tinh thần đứng dậy, nhìn xung quanh, thấy hai vị phu nhân gần nhất đang trò chuyện. Cho hỏi, mục lão đã xuất hiện chưa? Vị phu nhân liếc mắt đã nhận ra tinh thần, cười hiền lành nói, cô là tống tiểu thư phải không? Bữa tối bắt đầu vào lúc 18 giờ, nhưng theo thông lệ, mục tiên sinh sẽ chính thức xuất hiện cắt bánh lúc 19 giờ, vẫn còn nửa tiếng nữa, cô chờ thêm một chút. Hóa ra là thế, Tinh Thần liếc nhìn Kiều Diệp vẫn đang xếp bánh lên đĩa. Màn hình ở sảnh vẫn đang chiếu vở ba lê Hồ Thiên Nga bên ngoài, khách mời đều bình tĩnh trò chuyện, giao lưu. Tinh Thần lại nhàn rỗi, không có gì làm, cảm ơn hai vị phu nhân rồi xách váy bước lên tầng. Hầu hết khách ở phòng riêng trên tầng 2, Tinh Thần đều không quen, mỗi khi đi ngang qua cửa phòng riêng, khách bên trong sẽ nhìn ra ngoài. Tinh Thần đi đến khu giải trí cuối tầng 2, xung quanh không có khách cô ngồi xuống và gọi Mạn Phi. Mạn Phi vội vàng nhanh chóng, tiểu thư Lâm ra đến chưa? Đã đến được nửa tiếng rồi. Sao tôi không nhìn thấy cô ta trong đại sảnh? Tôi không đến nên không chắc chắn, nhưng nghe sở vân nói Mục Lão và Mục Huyên vẫn đang thuyết phục Mục Lý Thần. Hắn vẫn không đồng ý tiết lộ chuyện giữa hai người, dù có phải nhả vị trí tổng tài ra cũng không chịu. Tinh thần nghe thấy, lập tức mỉm cười. Mục Lý Thần cũng còn có ngày hôm nay kiếp trước hắn vì muốn ở bên Lâm Gia Vi đã đối xử với cô thế nào. Kiếp này, như hắn mong muốn, hắn cùng Lâm Gia Vi được ở chung một chỗ, vậy mà lại phản kháng mạnh mẽ như vậy. Tâm trạng cô đơn ban đầu của Tinh Thần đột nhiên trở nên tươi sáng. Lâm Gia Thanh đã đến chưa? Đến rồi, cô yên tâm, thái tử đã sắp xếp, tách cô ta và khỏi Phương Văn Huệ ra, sẽ không để cô ta biết. Được, rất tốt, tốt lắm. Nếu Lâm Gia Thanh nghe Mục lão tuyên bố tin tức ngay tại bữa tiệc, cô ta sẽ có cảm thụ gì nhỉ? Kiếp trước, cô ta đã dùng hết thủ đoạn, cô đá Tinh Thần ra khỏi Mục thị, trong cuộc họp cổ đông, Tinh Thần đã bị đuổi khỏi sân khấu trong sự xấu hổ và nước mắt. Kiếp này, Tinh Thần sẽ để cô ta trải nghiệm cảm giác người đàn ông mình tâm tâm niệm niệm bị người em cùng cha khác mẹ cướp mất. Tinh Thần nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc của Lâm Gia Thanh. Nhất định sẽ rất khôi hài thật là mong chờ. Mạn Phi mỉm cười nói, "Cô yên tâm, thái tử đã vận toàn lực để hỗ trợ hôn sự của Mục Lý Thần." Vậy nên giờ hắn mới bận như thế sao? Dù sao Mục Lý Thần cũng là kim cương vương lão ngũ của đế đô, chỉ sợ có chút khó khăn. "Ừ, tôi tin anh ấy sẽ làm được." Mạn Phi cười hì hì, "Đương nhiên rồi, thiếu tử của chúng ta đã nhúng tay vào, nhất định sẽ thành công." "Được rồi, cô làm việc đi, tôi không làm phiền cô nữa." vâng sau khi cúp điện thoại tinh thần tựa lưng vào chiếc ghế rộng dùng ngón tay gõ gõ vào tay vị ngâm nga một bài hát tâm trạng rất tốt thật là mong chờ vở tuồng sắp diễn ra mục lý thần lâm gia vi he thật là chờ mong ở một góc lầu một lâm gia vi và phương văn huệ vừa mới chào hỏi vài vị phu nhân rồi ngồi xuống một góc tương đối xa phương văn huệ nhìn thời gian vẫn còn nửa giờ bà nhấc điện thoại lên và bấm vào số di động của lâm thế hiển lần đầu tiên ông ta không trả lời cuộc gọi lần thứ hai điện thoại gieo rồi bị cúp phương văn huệ rất tức giận lâm thế hiền thực sự ngày càng coi thường bà giờ còn dám cúp máy ngang hôm nay bà vốn nghĩ sẽ chỉ đưa gia thanh đi ăn tối dù thân phận của gia thanh hiện chỉ là con gái ngoài giá thú của nhà họ lâm nhưng lại là người đứng đầu công ty chip là đồng nghiệp của mục lý thần đủ tư cách đến đây nhưng bà không ngờ lâm nhược tư mà bà đã cố tình phớt lờ lại được Lâm Thế Hiền đưa vào hội trường. Hơn nữa, những thứ trên người cô ta đều là xa xỉ phẩm, giá trị lên đến hàng triệu tệ. Cả một bộ trang phục này, giá trị phải lên đến hơn 10 triệu. Con gái của bà, Gia Vi, từ khi sinh ra đến nay, chưa bao giờ xa hoa như vậy. Dù là đệ nhất danh viện đế đô, cũng chưa bao giờ phô trương như thế. Tiểu tiện nhân kia vừa vào bộ phận bán hàng của Lâm Thị, mới kiếm được hai đơn hàng, Lâm Thế Hiển đã đối xử với nó khác biệt như vậy. Tối nay ông ta thậm chí còn chẳng quan tâm quần áo trang sức của Gia Vi, thế nhưng lại chuẩn bị cho con gái riêng một bộ hoành tráng thế này. Bà chịu đựng Lâm Thế Hiền cho đến bây giờ chỉ vì muốn gia thanh kế thừa Lâm Thị, không để tiểu tem và đứa con riêng kia được lợi. Bây giờ Lâm Thế Hiền hoàn toàn thiên vị tiểu tem, có hai đứa con gái, ông ta không coi trọng gia thanh, lại đi nâng đỡ Lâm Nhược Tư. Đứa con gái ngoài giá thú mới học hành được bao lâu, sách còn chưa hiểu hết, sao bà có thể chịu được. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 75 của Mục lão, dịp trọng đại như vậy, ông ta lại dám thiên vị Lâm Nhược Tư. Ông ta đang công khai khiêu khích bà. Chỉ cần Phương Văn Huệ còn ở nhà họ Lâm, bà sẽ không bao giờ cho phép Tiểu Tem và đứa con riêng kia chiếm được thứ gì của Lâm gia. Lâm Gia Thanh đương nhiên cũng nhìn thấy Lâm Thế Hiền không trả lời cuộc gọi của mẹ cô. Trước khi rời khỏi Lâm Trạch, cô nhìn thấy Lâm Nhược Tư dùng khuôn mặt của cô, mặc bộ váy mới nhất và trang sức kim cương cực kỳ sang trọng. Được chính Lâm Thế Hiền đích thân hộ tống đến bữa tiệc. Thành thật mà nói, lúc đó cô cảm thấy ghen tị. Đúng vậy, cô lại phải đi ghen tị với một đứa con hoang kém cô tất cả mọi mặt. Ghen tị vì sao ba lại coi trọng cô ta đến thế? Chỉ là thế thân của cô mà thôi, không có giá trị sử dụng gì, thế mà ba cô lại đem cô ta đặt lên lòng bàn tay mà yêu thương như báu vật. Một khác kia, cô ghen tị. Thực ra cô không nên ghen tị với một vai diễn nhỏ như cô ta. Mặc dù Lâm Nhược Tư hiện tại ở Lâm gia vui vẻ tận hưởng cuộc sống, nhưng cô nhiều lần bị cô ta chọc giận đến ăn không ngon. Ba thì đêm nào cũng ngủ lại phòng Tiểu Tem, nghe bà ta thổi gió, dần dần thiên vị Lâm Nhược Tư, nhưng vậy thì sao chứ? Cô đang mang thai đứa con của Mục Lý Thần. Chỉ cần nói với Mục Lý Thần, chỉ dựa vào việc cô là con gái của Lâm gia, đứa nhỏ này sẽ được sinh ra, hoặc hắn sẽ cưới cô. Mục Lý Thần tư tưởng tống tinh thần thì sao chứ? Tống Tinh Thần là bạn gái của anh họ, nghe nói cả gia đình đã bỏ phiếu tán thành việc đính hôn của họ. Chờ Tống Tinh Thần đến tuổi trưởng thành, hai người sẽ đi lĩnh chứng. Tống Tinh Thần có thể gả cho Mục Đình Kiêu, điều này khiến cô có chút không vui. Nhưng chưa chắc thái tử Mục Đình Kiêu cuối cùng sẽ được kế thừa Mục Gia. Hắn không có cha không mẹ, không có thế lực nhà ngoại, không ai ủng hộ, lại phải đối đầu với tám người cô gì chú bác, ai lại không muốn giành một miếng bánh chứ hắn quả thật là bạch nguyệt quang của lâm gia thanh nhưng làm người phải thực tế so sánh bạch nguyệt quang với người kia cô lập tức đổi ý định trên đời này người đàn ông xứng đáng với cô nhất định phải là người đàn ông cao quý và hoàn hảo nhất mục lý thần là người duy nhất phù hợp với cô vì vậy cô không hề hối hận trong khi mẹ vẫn đang tức giận vì lâm thế hiền chỉnh trang cho lâm nhược tư cô lại chẳng quan tâm biết đâu đứa nhỏ trong bụng cô mới chính là người thừa kế tương lai của mục thị nghĩ đến đây đôi môi đỏ mọng của cô cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhạt cô đứng dậy nói với phương văn huệ mẹ con thấy một khách hàng của công ty chip con muốn đi tới chào hỏi phương văn huệ gật đầu nhìn đồng hồ rồi dặn cô đừng nói chuyện quá lâu nửa tiếng nữa mục tiên sinh sẽ xuất hiện lâm gia thanh gật đầu mỉm cười đồng ý cầm điện thoại nhé mẹ sẽ gọi cho con vâng lâm gia thanh rời khỏi chỗ ngồi nhìn xung quanh Hôm nay cô mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng bạc, ta phía sau rất dài, tôn lên đường cong cơ thể hoàn hảo, khuôn mặt không còn sáng sủa như trước nhưng lại mang chút thanh thuần cùng nụ cười ngọt ngào. Thực ra cô ta không phải đang tìm khách hàng mà là mục lý thần. Cô đã mang thai được gần 8 tuần, phải báo tin này cho mục lý thần sớm. Cuối năm, mục lý thần rất bận rộn, đã lâu không đến ra tâm phiến. Cô đã chủ động liên lạc với mục lý thần, nhưng điện thoại không phải là từ dệ, thì là A à Nghị nghe. Mục Lý Thần thường bay khắp nơi, có khi bay tới ba nơi một ngày, rất bận rộn. Nhìn thấy bụng mình càng ngày càng lớn, Lâm Gia Thanh không thể chờ được nữa. Cô đến đây chủ yếu chỉ vì muốn gặp Mục Lý Thần. Cô đã có kế hoạch riêng của mình. Nếu nói chuyện riêng với Mục Lý Thần, hắn có thể không nhận đứa nhỏ này, có khi còn bắt cô bỏ. Cho nên cô mới mượn cơ hội này, đại thọ 75 tuổi của Mục lão, tân khách tề tựu đông đủ, cô sẽ công khai tin tức ở đây càng nhiều người biết, càng có lợi cho cô. Cô không thể cho Mục Lý Thần bất kỳ cơ hội nào để đổi ý. Cô nhất định phải sinh đứa nhỏ này ra. Cô muốn tất cả mọi người phải biết tiểu thư lâm ra mang thai đứa con của Mục Lý Thần, để hắn không nhận con cũng phải nhận cô. Cô đã tìm hiểu qua Mục Huyên và Lý Bình Mỹ. Họ đã thúc giục Mục Lý Thần kết hôn hơn một năm nay, đặc biệt là vì hầu hết con cái của Mục gia đều kết hôn sớm. Ngay cả Mục Đình Kiêu mới 21 tuổi cũng đã đính hôn cho nên ba mẹ Mục Lý Thần mới mong hắn sớm kết hôn sinh con. Cơ hội hôm nay là tốt nhất, cô nhất định phải nắm bắt. Lâm Gia Thanh lần lượt tìm kiếm ba sảnh ở tầng 1, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng không nhìn thấy Mục Lý Thần, cũng không nhìn thấy Mục Đình Kiêu. Chẳng nhẽ là chưa đến. Không thể nào. Những vị khách quan trọng đều ở nội sảnh, Mục Lý Thần sẽ không ở sảnh ngoài. Tầng trên có phòng riêng, cô leo lên cầu thang hầu hết các cửa phòng riêng đều mở bên trong có hơn chục phòng riêng cô tìm một vòng cũng không thấy mục lý thần nhưng lại thấy tống tinh thần đang nghỉ ngơi ở cuối hành lang cô tưởng tống tinh thần sẽ ở cùng mục đình kiêu không ngờ tống tinh thần luôn là tâm điểm của đám đông là vị hôn thê của thái tử mục gia lại ở trong góc nghịch điện thoại lần đầu tiên nhìn thấy tống tinh thần cô đơn như vậy lâm gia thanh không khỏi muốn bỏ đá xuống giếng tống tiểu thư cô ở một mình à Tinh thần ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Gia Thanh đang đi tới, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, "Ừ." Tống tiểu thư trước giờ luôn được mọi người vây quanh, hiếm thấy cô đơn thế này, cần tôi đến bầu bạn không? Tinh thần biết người này đến để giễu cợt cô. Mục Đình Kiêu không ở cùng cô, cô không nên bị đối xử lạnh nhạt như thế. "Được rồi." Cô còn chưa kịp xem màn hài kịch của Lâm Gia Thanh, cô ta đã đến lắc lư trước mặt cô. "Cô rảnh lắm à?" Lâm Gia Thanh gật đầu, "Bận hơn cô." Tống Tinh Thần hiểu ra, vậy là cô đang tìm người. Nụ cười của Lâm Gia Thanh có chút cứng ngắc, Tống Tinh Thần biết cô đi tìm người sao? Nhất thời, cô nghi ngờ Tống Tinh Thần biết chuyện gì đó, nhưng không thể nào, chuyện cô mang thai, đến cả mẹ cô còn không biết. Cô giấu tin này rất kỹ, không thể có người thứ hai biết. Nghĩ thế, nụ cười giả tạo của cô ta càng sâu hơn. Đúng thì sao? Cô đang tìm Mục Lý Thần đúng không? Đừng chờ nữa. Mục Lý Thần sẽ không dễ dàng lộ diện đâu. Đến cả Mục Đình Kiêu cũng không đi cùng tôi, cô muốn tìm Mục Lý Thần quá khó. Hoặc có thể tối nay anh ta sẽ không xuất hiện. Nếu vợ chồng Mục Huyên và Mục lão thực sự nhẫn tâm, họ sẽ đơn phương tuyên bố kết hôn ngay cả khi Mục Lý Thần không có mặt. Chỉ cần Mục lão đồng ý, việc Mục Lý Thần có gật đầu hay không đối với thế giới bên ngoài dường như không quan trọng lắm. Người đứng đầu nhà họ Mục là Mục lão, đến cả Mục Huyên cũng không dám trái lời ông chứ đừng nói đến mục lý thần. Chọc mục lão giận, thu hồi chức tổng tài của hắn cũng không phải là không có khả năng. Kiếp trước, không biết có chuyện gì, mục lão tức giận, suýt chút nữa đã lấy lại mục thị, định giao cho mục đình kiêu nhưng anh từ chối. Không ai có thể nói trước được tương lai, cho nên Lâm Gia Thanh hiện tại vui sướng khi người gặp họa có phải là quá sớm không. Lâm Gia Thanh thấy tống tinh thần phong khinh vân đạm, thậm chí một chút lo lắng hay hưng phấn cũng không có, tại sao chứ? Một mình cô ta ngồi ở chỗ này, người đến người đi, cô ta nên xấu hổ mới đúng chứ. Thái tử gia mới lập vị hôn thê đã lạnh nhạt, chứng tỏ mục gia chẳng coi cô ta ra gì. Người mục lão chấm chọn là y chân nghe, chứ không phải tống tinh thần. Nếu tống tinh thần suy nghĩ một chút, sẽ biết dù mình có nắm được mục đình kiêu, cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng, chưa chắc có thể tiến vào mục gia. Chỉ có mục lão gật đầu, tống tinh thần mới có thể được xem là cháu dâu chân chính của mục gia. Tống tinh thần ốc còn chưa mang nổi mình ốc, lại đi đâm thọt chuyện của cô. Tống tinh thần, cô vẫn nên lo lắng chuyện của cô đi, mục lão căn bản không coi trọng cô. Tống tinh thần nhún nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh nói, không sao cả, tôi một, không. Dựa vào mục gia, hay không dựa vào mục đình kiêu, cho dù không có anh ấy, tống tinh thần tôi vẫn là tôi, hiện tại thành tựu và danh tiếng của tôi không hề thua kém anh ấy. Tôi chưa bao giờ đặt cược mọi thứ lên người một người đàn ông, cũng không mong chờ gả vào thế gia. Người tôi thích là Mục Đình Kiêu chứ không phải thân phận người thừa kế của anh ấy. Cho nên cô thu hồi vẻ mặt thương hại và tầm nhìn thiển cận của mình đi, không có Mục Đình Kiêu dệt hoa trên gấm, cuộc sống của tôi vẫn tiêu sái như cũ. Nói xong, khóe miệng tống tinh thần cong lên giễu cợt. Lâm Gia Thanh nắm lấy túi sách bằng cả hai tay, nhìn tống tinh thần bằng ánh mắt lạnh lùng. Từ đầu đến giờ, cô chưa từng thắng được tống tinh thần lấy một lần. Những lời Tống Tinh Thần vừa nói, thực sự là cô không thể phản bác. Cho nên cô càng ghét Tống Tinh Thần. So với Tống Tinh Thần, cô tuy được sinh ra ở thế gia, nhưng lại thấp hèn như bùn đất. Thấy cô ta không lên tiếng, Tinh Thần lạnh lùng liếc nhìn cô ta, tuy trên mặt vẫn giữ vẻ ngoài đơn thuần ngọt ngào nhưng trong mắt lại tràn đầy tức giận, bán đứng nội tâm. Lâm Gia Thanh này thật sự nhìn cô rất không vừa mắt. Nhưng điều đó không quan trọng, vậy mới vui. Kiếp trước Lâm Gia Vi là một trong những người tâm cơ, đóng vai Bạch Liên Hoa mấy năm liền không lộ. Bây giờ, cô mới cho một kích, Lâm Gia Thanh đã không thể nhịn nổi. Ha ha, là do cô quá mạnh hay là đối thủ quá yếu? 18 tuổi, cô ta vẫn chưa thể lợi hại như hai mấy tuổi ở kiếp trước. Không muốn nhìn Lâm Gia Thanh nữa, Tống Tinh Thần nói, Mục Lý Thần có thể ở trên lầu, cô có nửa giờ. Nếu trong nửa giờ cô không tìm thấy anh ta, xin chúc mừng, anh ta đã rời đi sớm. À, đúng rồi, kể cả anh ta có về sớm, cô cũng đừng vội về, có thể sẽ có bất ngờ đấy. Nói xong, tinh thần mỉm cười. Lâm Gia Thanh nhìn thấy vẻ mặt trào phúng của tống tinh thần, thật sự rất khó chịu, nhưng vẫn phải nhịn xuống. Người này là người duy nhất biết cô là Lâm Gia Vi, là người nắm ngược điểm chí mạng của Lâm Gia. Mẹ cô từng nói phải loại bỏ tống tinh thần, nhưng cô ta đi đâu cũng có rất nhiều vệ sĩ, còn có vệ sĩ mặc thường phục hộ tống trong ngoài. Sau năm nhất, cô thường xuyên ở lại công ty, hiếm khi ra ngoài nên càng ít cơ hội xuống tay. Người này là một quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào, oanh tạc lâm ra. Mỗi lần đối mặt với tống tinh thần, cô sẽ đều nảy ra ý định giết người, nhưng cô không thể vì những người xung quanh tống tinh thần bảo vệ cô ta quá cẩn thận. Mục đình kêu coi cô ta như bảo bối, cô không có cơ hội, tống tinh nhật cũng không có cơ hội. Cô ta hại tống tinh nhật thảm như vậy, làm tống tinh nhật hiện vẫn ở trong tò bị mặt sát trên mạng danh tiếng hoàn toàn sụp đổ bị mọi ánh mắt đổ vào tống tinh nhật đã xong đời tống tinh nhật không hận sao sợ là còn hận hơn cả cô nhưng tống tinh nhật không có cơ hội lâm gia thanh chăm chú nhìn tống tinh thần cô đừng vui mừng quá sớm tống tinh thần ác giả ác báo ây dô cô đã làm chuyện gì thương thiên hại lý mà để lâm gia thanh nói như vậy nhỉ sợ quá đi Tinh thần cười, tôi sẽ không kiềm chế, để bản thân mình không vui, dù có thật sự bị trời phạt, cứ tới thôi, không sao hết. Chỉ cần trước khi tôi chít, thấy được Lâm ra các người phá sản, Lâm gia vi thân bại danh liệt, là tôi vui rồi. Đôi mắt của Lâm gia Thanh đỏ lên. Điên rồi. Tống Tinh Thần hoàn toàn điên rồi. Đáng lẽ cô không nên nói chuyện với Tống Tinh Thần, chẳng những không thu được lợi ích gì, còn khiến bản thân tức giận, lãng phí mấy phút đi tìm Mục Lý Thần đêm nay là cơ hội tốt nhất, cô không thể bỏ lỡ được. Lâm Gia Thanh giận dữ chừng mắt nhìn Tống Tinh Thần, quay người bước lên cầu thang lên tầng 3. Đôi mắt của Tống Tinh Thần dần dần, dần lạnh xuống, nhìn bóng lưng Lâm Gia Thanh, giơ ngón giữa lên. Dám đấu với cô à? Tinh Thần nhìn thời gian trôi qua từng phút một, nhưng vẫn không thấy Mục Đình Kiêu trả lời tin nhắn. Sao lâu vậy vẫn không trả lời? Thuyết phục không được thì thôi, để Mục Lão trực tiếp công bố với mọi người là xong rồi. Mục Lý Thần mà không đồng ý thì đánh ngất hắn, ném lên giường, lột hít quần áo là xong. Sao lại để mất nhiều thời gian vậy, giờ đã là 6 giờ 45 phút rồi. Còn 15 phút nữa, bữa tối sẽ chính thức bắt đầu. Tinh thần ngồi ở khu giải trí có chút buồn chán, kêu Diệp gọi điện thoại cho cô, anh đang ở trong hội trường nơi tổ chức buổi nhạc trực tiếp. Tổng tinh thần, cô đi đâu rồi? Ta tìm cả ba gian nội diện đều không thấy. Tôi lên lầu đi dạo tìm tôi có chuyện gì. Xuống đi, tôi lấy điểm tâm cho cô rồi. Hôm nay các món đều do đầu bếp nổi tiếng người Pháp làm, xuống ăn một ít đi, ngon lắm. Ừ, tôi xuống ngay. Tinh thần cất điện thoại, đi dọc hành lang tới cầu thang. Khi cô bước đến cửa phòng thứ ba, cánh tay của cô đột nhiên bị ai đó kéo lại, không hề báo trước, tống tinh thần đã bị kéo vào trong phòng. Còn chưa kịp mở miệng hét lên, đã có người chặn miệng cô lại. Chết tiệt, ai lại dám bắt cóc cô ở đây? Tinh thần bị kéo vào trong phòng, cửa lập tức đóng lại. Trong phòng rất tối, tinh thần nhìn không rõ là ai bắt mình, chỉ có thể nghe được một giọng nói quen thuộc, mục tiên sinh, người đã đến rồi. A Nghị, đúng, là giọng của A Nghị. Kiếp trước, A Nghị cũng là vệ sĩ của mục lý thần, cô đương nhiên rất quen thuộc với giọng nói này. Phía trước, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, trong bóng tối không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng có thể thấy dáng người cao gầy của hắn người đàn ông trầm giọng nói ừ buông cô ấy ra a nghị buông tinh thần ra rồi giải thích xin lỗi tống tiểu thư làm cô hoảng sợ rồi ông chủ của tôi muốn nói với cô mấy câu nói xong sẽ để cô ra ngoài tinh thần cau mày cầm lấy điện thoại trong túi sách nhưng chưa bấm gọi tạch đèn sáng mục lý thần đang ngồi trên ghế sofa phía trước thẳng lưng nhìn thẳng vào tống tinh thần đôi mắt lạnh lùng tinh thần cao mày, liếc hắn một cái, bắt tôi vào đây có chuyện gì. Chẳng lẽ hắn biết cô chính là người bày mưu tính kế với hắn sao? Tinh thần trợn mắt, nếu hắn không chủ động ngủ với Lâm Gia Thanh, người khác có cơ hội tính kế hắn sao? Giờ bắt cô có ý nghĩa gì? Mục Lý Thần đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt như tượng tạc lạnh lùng âm trầm, không nói gì. A Nghị gật đầu với Mục Lý Thần rồi đi ra ngoài. Hiệu quả cách âm của phòng riêng rất tốt, cửa đóng lại, Mọi âm thanh ồn ào đều bị chặn lại. Tinh Thần đứng dựa lưng vào cửa, nhìn Mục Lý Thần bằng ánh mắt lạnh lùng, "Mục tiên sinh, anh bắt tôi vào đây rốt cuộc là có ý gì? Dịp trọng đại thế này, anh làm chuyện này sợ là không được ổn đâu." Mục Lý Thần ngước mắt lên, đồng tử âm u nhìn Tinh Thần. "Tống Tinh Thần nói đúng, đây là tầng 2, dưới đó có rất nhiều tân khách, hắn không có gan làm ra chuyện gì quá đáng." Tinh Thần chỉ khoanh tay chờ hắn nói chuyện. Cô thực sự mong tôi cưới Lâm Gia Vi à? Mục Lý Thần đột nhiên hỏi. Khóe môi tống tinh thần khẽ nhếch lên. Việc hắn có cưới Lâm Gia Vi hay không thực sự không quan trọng, dù sao họ đều là đối thủ của cô. Đối với cô, thu thập từng người hay làm luôn một lần không có khác biệt gì mấy. Tinh thần nhún nhún vai, vấn đề của anh không liên quan tới tôi. Câu trả lời của tinh thần khiến hắn rất bất mãn. Cô làm như tất cả đều không liên quan đến cô, nhưng cô không biết, Giờ hắn rơi vào hoàn cảnh này, đều là do cô. Tôi sẽ không cưới Lâm Gia Vi." Tinh thần cười lạnh. Câu tiếp theo, hắn nói, "Nếu em muốn tôi cưới, tôi sẽ cưới." Tinh thần nghe xong, không khỏi lại trợn mắt lên. Cô thực sự không có gì để nói với Mục Lý Thần, chuyện riêng của hắn không liên quan gì đến cô. Cô chọn Mục Đình Kiêu chứ không phải hắn. Giờ hắn nói thế là ý gì? Muốn đặt hết áp lực lên người cô à? Cô là gì của hắn? Thật sự là. Anh cưới hay không cưới liên quan gì đến tôi, Mục Lý Thần, đừng nói thích tôi nữa, vừa nghe đã thấy giả. Tinh Thần vừa nói xong, Mục Lý Thần liền nói, đúng vậy, tôi thích cô. Tôi thừa nhận thích cô. Tinh Thần nhìn Mục Lý Thần vài giây, rồi đột nhiên mỉm cười. Kiếp trước cô cố gắng hết sức để lấy lòng hắn, kết quả chỉ nhận được sự thờ ơ, còn bị hắn đưa vào chỗ địa ngục. Kiếp này, cô chưa từng nhìn hắn. Hắn lại nói thích cô. Nhìn thấy nụ cười chế giễu của Tinh Thần, Mục Lý Thần đột nhiên tức giận nói, "Việc tôi thích cô nực cười lắm phải không? Sao cô lại ghét hắn như vậy?" Hắn là Mục Lý Thần, cả đế đô này tìm không ra người giỏi hơn hắn, mạnh mẽ hơn hắn. Nhưng trong mắt, trong trái tim và thái độ của cô, cô không hề quan tâm, không hề để ý đến hắn, làm cho hắn cảm giác vô cùng thất bại. Rốt cuộc là tại sao cô có thể không thích hắn? nhưng tại sao lại nhìn hắn với ánh mắt đó tinh thần ngừng cười hỏi mục lý thần anh nói xong chưa nói xong rồi thì cho tôi ra ngoài mục lý thần cau mày không trả lời thật sự muốn nhốt cô ở đây sao tinh thần mất kiên nhẫn xoay người muốn mở cửa lại phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài dám khóa cô ở trong tinh thần quay lại rất tức giận mục lý thần anh có ý gì anh nhốt tôi ở đây để làm gì Tinh Thần lấy điện thoại di động ra. Màn hình sáng lên, tín hiệu căng đầy. Tôi cảnh cáo anh, lập tức thả tôi ra ngoài, nếu không, đừng trách tôi làm to chuyện. Mục Lý Thần chăm chú nhìn cô, khuôn mặt góc cạnh không chút suy nghĩ, thái độ lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Cô nói không muốn tôi cưới Lâm Gia Vi, tôi sẽ thả cô ra ngoài. Tinh Thần tức giận, Mục Lý Thần, anh đứng có buồn cười thế được không? Anh cưới Lâm Gia Vi hay không có liên quan gì đến tôi? Có chứ, nếu trong lòng cô có chút hình bóng của tôi, tôi sẽ không cưới cô ta. Tinh thần hừ lạnh một tiếng, lập tức đáp, không có. Cho dù cô và Mục Đình Kiêu không thể thành, cô cũng sẽ không nhìn tôi một lần sau. Những lời Mục Lý Thần nói khiến tinh thần rất không vui. Ý hắn là sao? Cô mà Mục Đình Kiêu không thể thành. Nói đùa, cô và Mục Đình Kiêu đã đính hôn, cả gia tộc đã thống nhất, chỉ chờ Mục Lão công bố là chuyện như ván đã đóng thuyền. Hắn nói vậy, quá là khôi hài rồi. Tinh thần không khỏi cảm thấy chán ghét mục lý thần, không muốn lãng phí thời gian với hắn nữa. Cô mở cửa lần nữa, nhưng nó vẫn bị khóa chặt, không thể mở được. Cô mở màn hình điện thoại di động, chuẩn bị gọi cho mục đình kiêu, kêu anh lên tầng 2 giúp mở cửa. Nhưng khi cô vừa mở số điện thoại của mục đình kiêu, mục lý thần lại nói. Đừng gọi đình kiêu, anh ấy rất bận, không giúp được gì cho cô đâu. Tinh thần ngước nhìn hắn, không để ý đến lời hắn nói. Cô bấm số riêng của Mục Đình Kiêu, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. "Tống tiểu thư." "Mục Đình Kiêu đâu?" "Có vị khách không cẩn thận làm đổ rượu lên quần áo ngài ấy, ngài ấy đang thay quần áo ở phòng trên tầng cao nhất, còn chưa xuống." Cô yên tâm, ngài ấy thay xong sẽ xuống ngay. Hóa ra là đi thay quần áo. Sở Vân giải thích rõ ràng, tinh thần mới buông bỏ lo lắng. Tống Tiểu Thư, cô đang ở đâu? Tôi đi tìm cô. Tinh thần suy nghĩ một chút rồi nói, tôi ở tầng 2, ở phòng thứ 3. Tôi lập tức đi tìm cô. Thái tử đã dặn cô không được chạy lung tung, ở sảnh tầng một đợi ngày ấy. Ừ. Sau khi cúp điện thoại, tinh thần lại nhìn Mục Lý Thần. Sở vân đến đây, Mục Lý Thần sẽ không nhốt cô được nữa, nếu hắn thức thời. Tốt nhất anh nên thả tôi ra ngay. Mục Lý Thần nhẹ nhàng mím đôi môi mỏng, nhìn tinh thần với đôi mắt buồn bã, nhưng có vẻ như không để ý đến lời của cô. Hoặc hắn nắm chắc sở vân không thể cứu được cô. Tống tinh thần, hôm nay là sinh nhật của mục tiên sinh. Dù là vì mặt mũi của mục đình kiêu hay mục tiên sinh, cô cũng sẽ không làm ẩm ý. Giọng điệu u ám và lạnh lùng như vậy khiến tinh thần có cảm giác như mình đã quay trở lại kiếp trước, đối mặt với người đàn ông quen ra lệnh, lạnh lùng xa cách như đế vương kia. Tôi hỏi lại cô lần cuối, nếu cô không biết mục đình kiêu, Cô có chọn tôi không? Tinh thần lại cười, tiếng cười càng lớn, càng giễu cợt hơn trước. Đời này sống lại, dù không gặp Mục Đình Kiêu, không thích anh, cô cũng sẽ không bao giờ thích Mục Lý Thần, huống chi là chọn giữa họ. Mục Lý Thần, tôi nhớ đã nói với anh, kiếp này chúng ta chỉ có thể là kẻ thù không đội trời chung. Cho dù không có Mục Đình Kiêu, tôi cũng sẽ không thích anh. Cho nên, đừng hỏi tôi có nên kết hôn với Lâm Gia Vi hay không anh có kết hôn hay không đối với tôi không quan trọng lâm gia vi và anh ha ha tôi sẽ từ từ thu thập chờ xem chiếc ly rượu rỗng mỏng trước mặt mục lý thần ngay lập tức bị hắn đập vỡ các mảnh vỡ rơi xuống bàn cà phê thủy tinh tống tinh thần lạnh lùng nhìn hết thảy không nói gì những ngón tay của mục lý thần đang chảy máu máu dọc theo đầu ngón tay của hắn rơi xuống bàn cà phê giọng nói của hắn trầm thấp lạnh lùng cô cô ra ngoài cho tôi Tinh thần mỉm cười nhẹ rồi quay người mở cửa. Cửa vẫn không mở, cô tức giận đá mạnh một cái. Cánh cửa vẫn bất động. Cô quay lại và nói với Mục Lý Thần, bảo A Nghị mở cửa cho tôi. Mục Lý Thần lập tức nhướng mày nhìn Tống Tinh Thần, có chút kinh ngạc. Cô biết hắn tên là A Nghị. Không thể nào. Ngay cả những người thân cận với hắn cũng rất ít người biết Hạ Nghị, chỉ mình Mục Lý Thần gọi hắn là A Nghị. A Nghị luôn kín tiếng rất ít người biết tên hắn tống tinh thần không thể biết được